đi 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 vô. Đấy, dòng đó là nuôi đâu thiệt ra đó à. Quay cho bà con tham khảo, con 19, con 19 rưỡi. Dòng đó là nuôi đâu thiệt đó, còn anh bữa là anh chốt mình một con là sát nó to. Nhưng mà cái dòng mà sát to thì nó chậm thiệt hơn. Coi kênh hay là ai giới thiệu mà biết? Cái gì tính thế à, mua thôi. Ê, từ để mất hồn. Từ con kia nó không phải lạ nó mất hồn. Đúng rồi, sợ lắm. Con kia rập anh, ta bị rập anh. Ừ. Nhìn người biết liền mà. Chỗ làm cái dòng ba bê là này tính ra 7 năm rồi. Con rập với con phối, bây giờ con rập với con phối nhìn biết liền. Bây giờ nó có giống nó khác hơn ở nào hay vậy? Nó có giống cỡ nào giống, là một là cái u nó cái này, cái cổ nó có cỡ gì nó cũng bị dựng u đó. Thứ hai nó là yếm nó dày. Thứ ba nữa là cái màu lông của cái con bò rập á là tới cứ càng lớn là nó càng luốc, nó càng đỏ ra. Mới đĩa thì đen bung, mà lớn á là luốc đỏ ra. Dạ. Còn cái dòng mà bò phối á là đĩa ra đỏ mặt. Nhưng mà qua tháng thứ năm rồi là bớt hết cái lông đỏ đó, càng ngày càng đen. Đó là nhìn cái con bò rập là nhìn biết liền này. Vậy chú cũng chịu thua ấy. Chẳng nuôi hoa hồng cho nó. Mà con thua hồng anh nuôi. Xin chào ngày mới, cứ mỗi ngày mới là một cuộc hành trình mới. Tuần TV xin mến chào quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi. Hôm nay thứ sáu cuối tuần, ngày 30 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Và sáng hôm nay, cuộc hành trình của Tuần TV vận chuyển tổng quan 11 con ba bê hàng tuyển chọn siêu đẹp trong những ngày vừa qua về giao cho các vị khách ở Phú Yên. Và bà con Phú Yên từ tháng 5 tới nay, có nghĩa là 3 tháng rồi, ủng hộ bò Tuần TV rất là nhiều. Vì là mình làm trên kênh Tuần TV này á, là bán bò trên kênh á, thì cũng được 6 năm rồi. Nhưng mà bà con Phú Yên khi mà đã nuôi bò của Tuần TV, thấy chất lượng con giống đạt và giới thiệu cho những người quen biết xung quanh, nên là dạo gần đây thì mình về Phú Yên rất là nhiều. Cứ một tháng trung bình thì mình phải về Phú Yên tầm 10 đến 12 chuyến. Đó thì sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, mình vận chuyển tổng quan 11 con bò ba bê này giao cho các vị khách Phú Yên. Có ưng ý, có hài lòng hay không thì mời quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi nhớ theo dõi hết video để biết, đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tuần TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý cô chú anh chị. Ngày mới bắt đầu và hôm nay cũng là thứ sáu cuối tuần. Kính chúc quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc chăn nuôi của mình, luôn được thuận lợi và đón xem hết cuộc hành trình ngày hôm nay cùng với mình nhé. Bắt đầu nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi, trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là tổng quan 11 con bò ba bê mình xếp đứng trên xe như thế này. Đó thì 11 con bò ba bê này mình giao cho 6 người. Đó thì 5 người mỗi người mua một cặp và có một ông anh, ông mua thêm một con về ở Tuy An Phú Yên cho mẹ. Đó và ở sau này thì có một cặp đó mình tuyển chọn cho bà cô ở trên xã Xuân Quang 2. Cô thì không có xem bò, theo dõi kênh khá lâu và cô nhờ mình tuyển chọn giúp. Đó và tổng quan 11 con bò ba bê này thì bây giờ bắt đầu cuộc hành trình. Mình gần tới nhà của cô rồi, giao cặp ba bê lớn này cho cô trước rồi mình bắt đầu về Xuân Phước là khách cũ cũng như là Tuy An và kết thúc cuộc hành trình ở Phú Hòa, Tuy Hòa. Đó, và bây giờ bà con cùng mình đi giao bò rồi mình quay chi tiết hơn để bà con tham khảo. Đi sớm lắm, đi là họ 2 giờ à. 2 giờ sáng hả? Dạ. Họ giờ nuôi ba bê chưa? Mới nuôi cạp rào. Dạ. Nuôi được cạp rào được chứ mua bò mà không xem thôi. Hồi giờ chưa nuôi ba bê đấy. Xem rồi. Coi con thì nhiều rồi thì biết mà sợ là chưa nuôi ba bê ấy, cứ nuôi bò lai ấy, nhìn thấy con ba bê ấy, nó nhỏ so với con bò lai cái. Chỗ này đâu vét vô đây xuống đây xuống xuống đó đây vô đây
còn thời gian xuống để ông bận hay không nữa. Có hoài. Gót. Ném giùm. Sáng nay đi tới 11 con lận mà. Vào kẹp đôi kẹp đầu tiên. Ê. Đi vô. Đi vô. Đó. Cô chú mua lần đầu mà hồi giờ theo dõi kênh chứ không có coi bò. Anh lựa cho cô chú một con, à, hai con 18.5, con 22.5. Hả? Trăm kia lớn không? Dạ con trăm 22.5, con đây 18.5 cô. Kẹp 41 triệu. Công khai để bà con tham khảo. Dạ. Con đây bò phối chứ rập đâu. Dạ. Dạ con cái nó hơi nhiều lưng. Đấy con này xem nó lên bụng. Đố bụng. Trong xe con này lớn nhất xe này. Ngày hôm qua bác được con này to nhất xe để cho cô ạ. Dạ. Nhỏ ấy không? Dạ, có 18.5 mà. Con lớn con nhỏ này mình nuôi. Con ơi được chuyện là nó nhỏ bò hơn chứ mà nó được chuyện là nó cao dài, phong sát nó tốt. Thầy ngủ xuống lắm. Đâu, vô rôm vô có là quất thôi. À, cao dài, còn con đó là gì đi đúc. Mẫu con mẫu thế. Trời nuôi chuồng tại rồi sạch trơn. Alo. Đang giao bò con gái có gì chút gọi lại anh. À, anh uống bình thường nha. Rồi, ok, anh uống bình thường là được rồi. Anh yêu cái phát này. Thằng sao? Dạ mấy bữa vậy tôi chắc. À, sao giao anh? Nói chuyện thôi tôi. Bà này chắc chưa chỗ lãi đâu nè. Vaccine rồi chứ mà chưa chỗ lãi chú. Còn tháng nữa chỗ được. Tầm cỡ đó được. Tầm tháng nữa là tới được. Dạ. Dọn chuồng ấy. Dạ. Rồi coi lại con bò cũ này ra sao rồi. Chậm thiệt anh. Sát lên tốt mà chậm thiệt không anh. Dèm tốt xuống thì thiệt nó lên đủ xuống rồi nó mới ra thiệt được. Ui dù. Cao to chẳng dần. Mới đầu khó. Bò giỏi mà như này mấy tháng rồi hè. 10 tháng rồi. 19. À. Sát cỡ đó giờ vô nó ra thiệt chơi gì nữa. Bò đẹp mất hồn mà chơi nữa trời. Để giờ vô cám hả? Đứa còn bưng bưng vào đây. Con này mà giờ nó ra thịt nó con này cũng vô vậy chứ. Ừ. Không phải nó đâu. Nó bị sợ quá. Ra thịt là tốt, sát to. Chẳng dần mà dòng đây là nó ra đủ xương à nó mới lên thịt được. Thì nó chưa đủ xương nó không lên thịt đâu. Có hai con ngày hôm qua chọn đó mệt mây đâu nuôi đâu thiệt đâu lên đó nhưng mà nó nà bò hơn nó không có kiểu sát cỡ rồi nào ra dắt vô ném kẹp luôn dắt vô đi vô đấy dòng đó là nuôi đâu thiệt ra đó rồi đó. Quay cho bà con tham khảo con 19, con 19.5. Dạ là nuôi đâu thiệt đó. Còn anh bữa là anh chốt mình một con là sát nó to. Nhưng mà cái dòng mà sát to thì nó chậm thiệt hơn. Từ từ nó lên nha đâu. Đi vô. Giảng. Đó. 38 triệu 500. Còn 19 con 19.5. Còn đấy giờ thấy lạ. Lên khủng khiếp không?
Không sao đâu, về thấy vậy chứ. Sao hai con trước em mua gì nó lớn thăm thấp vậy à? À. Chứ mà thấp chứ mà hai con trước cái xác nó không có đẹp. Biết do nhỏ, do vậy cho con lớn rồi đâu có biết cái xác nó. Không, nhìn cái dàn cốt của nó, cái dài nó phải hở, đùi nó phải vanh. Với lại quan trọng là mình chọn được cái mẻ nền nữa. À, cái hai bài đây dài được á. Dài dài vuông luôn mà, hàng là dài khiếp mà. Con đây nhiêu? Dạ. Kẹp đây nhiêu con? Kẹp đây 385 cô. Giữ gì thế hả? Dạ giữ gì đâu. Chưa thấy cái con bò nó ra sao hết, nói 385 giữ vậy nè. Dạ. Hôm trước mua con còn rồi, rồi nay mua thêm kẹp. Nghĩ đúng theo, đúng không? Từ từ. Đấy, con ấy. Dạ. Dòng đây thì nó sát nó lên tốt nhưng mà nó từ từ nó ra thịt. Sao nó cao nó dài dần dần dài, con nào cũng nói thiệt to mà. Hai con lớn là dài cũng chịu nấu, kẹp nhỏ dài khiếp. Dài mà chành banh luôn. Còn có bốn con rồi, trong túi tiền lừa nghe cũng ngon ngon nghe, nhớ nhớ. À. Nói mẹ nó nó chẳng ngon như cốt cách đồ biết rồi, ý nuôi sau này cũng bò là tốt. Đúng rồi. Không mà không. Chung cảnh luôn quăm vào. Đấy là anh nói lừa hàng to, lừa to vô sát rồi giờ nó dần dần nó cũng chậm vô thịt đấy. Chứ mấy con nó nà nà ra thì nó nhanh vô thịt, nuôi sát đâu thịt đó. Còn mấy con mà nó sát là to rồi đâu. Ấm như mà con tục chiếu mà giờ hết chung cảnh không? Mà mấy con nói nghe. Mấy con nói em nói anh, một khi mà nó đã vô thịt rồi nghe. Cái con bò lịch sử chứ không hay con bò bình thường đâu. Con bò anh bán đem mới chứ không hay con bò bình thường. Nhưng mà bây giờ là nó thấy nó chậm thiệt, mình thấy nó nuôi nó tức tức, chứ mà sao nồi nó vô thiệt rồi, thấy con bò mất hồn chứ không thấy bò bình thường không. Đít chân trụ rồi là dưỡng dàng vậy á. Mà quan trọng là cái dai đùi nó phải vuông. Chứ bây giờ cái đùi nó bung rồi mà cái dai nó chữ A lấy xẹp giờ là cũng không bỏ không rồi. Sao nồi nó không có lên cổ được. Bữa nào cô bán cặp bò, cô điện con đem cho con cặp nha. Dạ dạ. Điện rồi cứ siêu tầm con nói chung mà lâu giống được mà lừa nghe nha, ngon như vậy được à. Đúng rồi, đây nó điện ổng đâu bốn kia mới phải không? Sẵn xe nè, sáng nay sẵn chuyến đi cho đỡ không, về xem chuyến đây về cái tính chung rồi cho còn bò đẹp phúng nữa không? Con còn 22 triệu con lớn rồi. Còn 7 con nữa cô, sáng nay đi 11 mà giao dưới ngay chỗ xung quanh hai con. Còn ra đây hai con, còn 7 con đến nữa giờ vô Quan Keo với lại vô tới Phú Hòa nữa hết. Nuôi mà to như mấy cái xác cỡ dài dài anh nuôi hàng đem mới hết chứ. Vô thiệt mà đủ hàng đem mới hết chứ đâu có dưới. Cái lao lọc vào đây bò. Đây đi. Ồ, đây con bò. Nghĩ là bằng bò cho bằng ăn con. Ừ. Còn đây này nó đủ thịt nó to. Hôm trước nó lép xẹp kìa. Hôm trước nó lép xẹp mà. Giờ bắt đầu thấy cái dàn dai không? Dai chân trụ. Dì anh bệnh. Này ăn uống rồi. Ăn uống như hút. Về đứng vài bữa là nó quen không? Giải cho bò lại về nó giải á, làm sụt chặt chặt mấy cái. Nào ổn định. Đi xuống. Đi. Xuống. Đi. Bò em đi mua nên là em lựa từng con hết á. Con nào cũng đánh cắp hết. Tròn lớn này trôi. Đi đi đi. Đi đi đi. Ôi dắt ra đi à. Ờ. Đào đi đi, cứ anh cứ đi. Cứ đi. Đi em lựa đi cho. Đi đi đi. Đi. Nhẹ nhẹ từ từ ra đi. Đi. Dòng chân thái là đi kinh khủng lắm. Ném chặt chặt dời chứ không, nó bung nó chạy. Nếu bung lại dời nó ngán nó chập cái dời không. Đi. Đi. Từ tháng em tới đây em về Phú Dân là chắc mấy trăm bò rồi. Đó. À. Chứ tháng nào cũng 10 xe, 10 xe hết. Liên tục đấy. Bà con Phú Dân này nuôi bò của em quen rồi ấy. Thế nào cứ người nào giới thiệu người kia mua.
anh đi chốt, anh đi chốt, anh đi chốt, đừng để nó đi chốt đi. Ba bông giấy gầy đi, chỗ 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 đó đi. Anh bước đi chốt, anh bước đi chốt đi 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 đi. 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 Đó. Đi. Đi. Quay. Quay. Dung viên, dung viên, dung viên. Đi. Leo, 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 mua con này vô vô đi, rút bay đi, qua 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 đi, chọn lớn vô trước, thấy vô này vô rồi đi, vô chuồng cày rồi, cỡ đây nuôi bốn con cũng được, quan trọng là tiền rồi chứ còn bốn con cũng được đi, vô không anh cột cái con này đi, chỉ cột con mà là đèo quan kêu vô giao lưu với anh chị chuyến đầu 37 triệu, con 17,5, con 19,5, báo giá chi tiết để bà con tham khảo. Đi đúc con đây 17,5, cao dài là nó nhỏ bò hơn, nhỏ tháng hơn, khung sát con nào cũng tốt hết á. Con đây là anh nói nuôi to bò không anh, bắn lưng nó 20 phân rồi mà. Nhìn chân trụ khủng khiếp không? Nó sao dán đòn không to? Đòn gỡ đôi mà sao dán được, anh nhìn con bò vậy mà sao dán đòn được. Cao dày, mất hồn chứ. Con đôi không vậy? Cây sữa nó rút sữa rồi, giả hầu mà nó còn bú, nó biên, nó lực gớm lắm như đâu hay giờ đâu. Hàng đây giờ về nuôi giống ù cũng ma nữa. Nào lấy rôm thả vô. Mới về mới về là cứ rôm nhảy vòng vô rôm mở cho nó ăn, còn về là thả rôm vô là dứt, thả rôm vô là dứt thôi, điều cái là nó không chịu dôi thôi, nó không quay thôi, chứ còn ăn uống thì những bàn còn dễ hơn ngắn dôi. Bộ em là mấy cái hàng chuyên thả không này, nên về nó không có hiện tượng trong nước, về là rôm vậy cứ vậy thả vô mấy ngày đầu, nó bò đi mấy ngày đầu nhiều lúc đi nó sốc là nó về nó thay phân hờ leo không quay ra nha cái nha. Thôi bây giờ để chạy vô cho nó chờ bò đứng ném. Nhà ngoài kia còn nuôi trong đây anh à. Hồi giờ đã nuôi ba bê chưa? Mấy bò nhà, nuôi bò nhà không á, chưa mua nuôi anh. Nè mẹ. Thằng TV á. Đâu, anh này giao lưu chuyến đầu đây, khách mới. Đó, giao cho anh kẹp 35 triệu. Khung sát thì tốt chứ mà bò hơi gân, gỗ bò. Đồng giá 17 hết, 17 triệu 500 hết. Đi. Chạy trôn kìa anh, giống hay chạy đây anh. Nên cứ mùa chạy đôi chứ. Hai em bông em đen. Ở bông người ta không thích nuôi lắm, nhanh phát triển. Ê. Đi đi đi. Hai con ngàn tháng á. À. Hơn 7 tháng hết rồi mà đều một cái là nó gần bò bò rồi đó, cái này nó nắng ghê lắm, nắng khô hết, cũng nắng y như kiểu trong này rồi nè. À. Đi. À. Rồi đó là quỳ gò lại vừa chấm màu lứa là nó cháy về tao nhà vậy rồi. Bò rén khô queo hết vậy. À. Có
coi kênh hay là ai giới thiệu mà biết. Từ để mất hồn. Từ con kia nó thấy lạ nó mất hồn. Đúng rồi, sợ lắm. Con kia rập đây. Ở bên rập đây. Nhìn cái biết liền mà. Chú làm cái dòng ba bê là này tính ra 7 năm rồi. Con rập với con phối, bây giờ con rập với con phối nhìn biết liền. Bây giờ nó có giống. Nó khác cái ngõ nào hay vậy? Nó có giống cỡ nào giống, là một là cái u nó cái này, cái cổ nó có cỡ gì nó cũng bị dựng u đó. Thứ hai nữa là yếm nó dày. Thứ ba nữa là cái màu lông của cái con bò rập á, là tới cứ càng lớn là nó càng luốc, nó càng đỏ ra. Mới đĩa thì đen bung, mà lớn á là luốc đỏ ra. Dạ. Còn cái dòng mà bò phối á là đĩa ra đỏ mặt. Nhưng mà qua tháng thứ năm rồi là bớt hết cái lông đó, là càng ngày càng đen. Đó là nhìn cái con bò rập là nhìn biết liền này. Vậy chú cũng chịu thua ấy. Chẳng đối hoa hồng cho nó. Mà cũng thua, mấy anh nuôi thái cho mà cũng thua. Hàng đó thì nuôi là ăn uống là nó phải cai sữa đồ hết rồi. Nó gần bò nhưng mà không sát nó tốt. Bò cũng không như hai tay đại. Bò dân hết, bò chéo bét là chéo tự đi mua hết mà. Nó gần vậy á, chứ mà mẹ to rồi chứ mới mua, chứ mẹ chút xíu chứ cũng không mua. Nó giống mẹ nó mới to. Dạ. Dèo đây chứ mà nó ảnh hưởng mẹ nó mạnh lắm. Mẹ to là tất nhiên nó to rồi, chứ còn mẹ nó nhỏ là nó có bò rồi. Ui dù về thôi có, anh nhai cũng kịp luôn không? Đâu đêm hôm gọi sẵn chiếu sáng này ghép đi vô. Để không thôi chứ, đi lúc là thôi chứ. Gọi có chiến liền quay về đây bò là ở quầy đó đang thiếu có, mà về gặp có là ăn thôi nha, kém đầu kém cổ nó ăn. Hồi nào kiếm cái dây dù thay cái dầm lại nha, nấu cột nấu cay sữa ấy. Nó cái dây dừa nó cứ nó cạo qua cạo lại nó lứa món. Con kia có cái rong người ta thái vô rong người ta cay, nên là nó mới làm bể dây mới. Còn con đây là người ta cột cái dây đó á, người ta cay sữa là cạo qua cạo lại nó lứa. Dạ. Thay cái dây dù là nó mới đảm bảo được, nó êm cái miệng nó được. Đây mình nói cửa rồi nè. Gần bò mà bò về đó hàng chân thái không, đâu có thứ đâu. Vừa đồng về đó là vừa tháo màu lưới là nó cháy vừa tận nhà vậy rồi. Nắng kinh khủng. Nắng chi rẽ hết vậy rồi á. Giờ là anh ra anh luôn cuốn là do anh chạy xe vốn được. Đi trại mua bò rồi so giá bò của em thì biết thôi chứ. Chú, chuồng bò nhìn đá không? Đấy không? Sáng rồi má mua gì vô chưa đổ không? Bò. Nhìn. Bò bú hết rồi, cai sữa găng bò hết rồi mà. Đi xuống từ từ. Nó cai sữa đầu sáng giờ đi nó đói nó cốp chưa? Đi gì? Đi vô. Ôi bò của Tùng TV nó có khác gì không này không nhá? Nhưng mà cai sữa nữa. Dạ, cai nó mới rút, nó mới gần bò đấy cô. Giờ còn bú nó binh nó lực lắm nhá. Giờ cứ bà bê nuôi cho nuôi gì nữa đâu. Vậy thôi nha. Dạ, đi bán nhiều rơm cuộn đâu. Nhiều con. Dạ, được hết. Gì muốn loại nào cũng có. Bê được. Còn đây 18 cô. Dạ. Bọn nghĩ anh này không. Đã rồi tha có vô cho nó ăn. Đi rồi đêm hôm giờ đói. Bò đây cay sữa hết rồi mà. Nhà cuối cùng. Dọn đường đi anh. Sáng nay đi 11 con dao hết rồi đấy. Còn quần dao cho ông chủ ít nên nó lâu chứ còn không.
Dạ. Anh chạy xe anh. Đi, xuống. Đi. Hả? Đi. Xuống. Đó. Nào. Vậy em lừa nó vô. Cột sao? À, nay chạy xe không? Dạ bác. Đi. Đó, anh giao lưu lần đầu lấy kẹp mini. Giá có 31.500, còn 16 con 15.5. Quay báo giá chi tiết để bà con tham khảo. Xì bò 11 con ngày hôm nay kẹp đó là nhỏ tiền nhất, mini nhất. Dạ dạ. Cái này. Em giác anh. Rào. Đi, vô. Đi, để ra, con đi. Đi, vô ra, đi. Khiến bò là nó vô hết á. Rồi, lấy rôm thai vô. Hàng đây nó nhỏ bò, chứ nhỏ tháng nhỏ bò chứ mà đường chuyện là nó cay sữa rồi. Về nó không ù không ma nữa, thả rôm thôi, có vô là dứt. Hàng này em ít thì bác có lắm, nói chung là mấy cái hàng tầm 17, 18 rồi trở lên, những cái hàng mua con cỡ 18 mấy chục, mua con 12 mà chùa 12 thôi, chua á, 12 bây giờ nhỏ rồi, còn lớn nhỏ rồi. Dạ, 12 là nó nhỏ lắm, người ta không bán. Còn nó mà nó không nhỏ thì nó lại xấu. Xấu em lại không mua. Con này 15.5 con kia 16. Con kia nó biên cái lực hơn, cái xác hai con nó không như nhau. Về chắc nhớ bòi chắc cũng hay kêu 1-2 tiếng vài bữa. Đó là dâu rồi bữa qua đi. À. Cắt chích lại chích. Tay em. Dạ dạ.